Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là One Piece song đấu nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ. Nó động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Hôm nay chơi nhọn nhân vật gì bây giờ? Anh em nào thích nhân vật nào thì hãy comment xuống dưới nhé, comment ý kiến xuống dưới để mình có thể làm theo ý kiến của anh em. Vật gì á? Từ chưa nhầm ơi. Thế sao chọn nhân vật này? Tôi chọn Sanji đi anh em ơi. Nguyên nhân tố vàng ấy. Đấy, tóc vàng ấy. À Sanji dạo này đang rất là khỏe anh em ạ. Khỏe, dã man. Sanji dạo này nói chung là khả năng biết bơi này, có quần áo tàng hình này, sút này, tạo ra lửa này, trời. Bá đạo. Ok. Chúng ta sẽ chơi Sanji nhé, customer. Hoàng tử Sanji, V-Smoke Sanji. Ui. Soba Max. Ui, Soba Max đẹp tê nhờ. Ok. Hoàng tử Sanji hay là Soba Max ta? Cái này đây. Phê loài hay là Hoàng tử Sanji? Trời, chọn luôn rồi. Tôi chọn luôn thì đánh luôn rồi anh em, còn cái gì nữa. Chuyến anh em ơi. Đấm nó ra ngô ra khoai đâu. Bum 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 bum. Cái chết luôn, đỡ nào được đúng không? Chill, enemy. Ai chà chà chà. Ui, mình không phải hoàng tử Sanji mà là mình là Soba Max. Bộ quần áo xuyên số 3 anh em ạ. Yon, 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 yon. Suốt ngày bay luôn. Thì cái bố già râu trắng bảo kê xoắn này. Suốt tốc độ gọi là siêu thanh anh em ạ. What? Wow. Combo khá ok chứ. Oh. Đi anh em ơi, let's go. Let's go man. Lên đây. Nhân thằng nào đấy? Chuyến. À, Mr. One. Xin chào. Ui. Ui, tôi có bay ở trên. Chưa đi bộ trên mặt trăng rồi anh em ơi. Tôi có bay ở trên trời này. Ba chưa? What the fuck man? Leader. Đâu rồi, thằng leader rồi. Gần như là nó không thể mà có thể đánh được mình thôi anh em ạ. Dã man. Đánh game mà thật sự là đá tay anh em ơi. Nhồn, đá lên trời. Fuck man. Mission complete, đánh bại xong Mr. One. Đến tiếp, Diamante. Chiến đi, thằng này là đệ của ấy đấy. Đồ Flamingo anh em ạ. Ok. Combo hủy diệt này thì thế nào được. Mình đá cho nó gọi là tím mồm luôn anh em ạ. Ok. Nhờn đi Amante này. Khỏe quá à. Trang bị Soba Max này thì đỡ thế nào được các bạn ơi. Đó, vẫn cây luôn. Là kinh hoàng à. Kinh hoàng cái thật sự luôn. Quay lại cứu anh em ạ. Buggy Bone cái gì đó. Ô, cái này không nhảy nữa. Hơi bị ảo nhá. Buggy. Bất ghi bồn này. Mình hạ thằng nào nhỉ? Bất ghi như thằng nào nữa. Mỗi thằng có 4 skill anh em ạ. Chân lửa. Suốt xuống. Ui hồi. Phê thật sự luôn anh em. Xuống tiếp. Đối nhau với kit anh em ạ. Kit gì? Cái gì vậy bạn? Điều chiêu mạnh nhất của mình đây anh em ơi. Úi, bay màu luôn. Thằng nào à? Mình chẳng được khỏe quá. Quẩy nát rồi. Đấy kia có thằng Burger anh em ạ. Burger thằng đội trưởng đội số 1 của băng hải tặc dâu đen à. Cướp cho cái ác quỷ của Ace đúng không? Ý,
Anh tóc vàng. Nguyên tố tóc vàng luôn bị tác giả gọi là con ghẻ. Ok, đây rồi. Pirates Commander rồi. Lên. Ngầu rồi. Ngầu thế nhỉ? Ngầu dã man luôn. Ngầu rồi. Mình đá cho gọi là không nhìn thấy mặt trời luôn nhá. Tốc độ gọi là siêu thanh. Cũng có là thằng Mr. Ba này. Thằng tạo sát này anh em. Ôi bị rơi rồi. Mục tiêu chính của mình nó không bị bay màu ấy nhá. Ok, đang đang combo. Xong xong thằng ấy không? Xong thằng burger rồi anh em. Xong rồi thằng Mr. Ba thôi. Lệch gì nữa nhỉ? Xong. Thằng leader này. Nice. Ôi giờ dọn dẹp cái này nhanh quá anh em ạ. Với sức mạnh của Sanji máu thì rất là thấp thôi, không thể cao bằng những nhân vật khác như kiểu dâu trắng, nhưng mà tốc độ thì gọi là siêu nhanh anh em ạ, siêu thanh luôn. Hoàng tử tóc vàng. Ok, xong. Bây giờ đấu với ai đây? Mạnh quá. Đang đợi xem là có thằng nào đủ sức để đối đầu với mình không. Thế như là ngoài cửa này bọn nó đánh nhau với thằng nào ấy. Đang có cái submission gì đấy. Đây. Pirates Commander biết ngay là có cái thằng đệ gì đó mà. Combo như thế này thì ấn liên thanh luôn. Ok. Oh my god, có rồi. Có kẻ địch đó chính là Crocodile anh em ạ. Cá sấu hả? Ở nhà mình nhà thằng nào nhỉ? Đang đấm nhau thằng nào đây? Tôi không rõ thằng nào luôn. Đây là đảo gì nhỉ? Đảo bánh à? Đây đúng đảo bánh mà. Hả? Nhảy đi đâu á? Chúng ta không cần quan tâm mà. Tôi lao thẳng với thằng Crocodile à. Không cần quan tâm bọn này luôn anh em. Crocodile nó đứng ở ngay chỗ kia. Có mấy thằng Pirate ghẻ mà. Nào, chỉ vào đấm nhau Crocodile nè. Đảo bánh đẹp thật sự luôn anh em. Ôi chết rồi. Chưa hồi chiêu anh em. Fuck you. Khỏe thế. Thế nhỉ? Hóa cười cát anh em ơi. Đấy thì hóa cười cát ngầu. Bá cháy mù chết luôn. Siêu ngầu lòi. Ngầu dã man luôn. Ngầu này. Ngầu với anh nhỉ? Hả cứng. Đâu. Đây. Nó hóa thành người khác rồi. Đó chịu luôn. Ôi rồi. Fuck. Thắng luôn rồi. Ui. Nó đang dồn lực vào chân kìa. Bạch. Được đây nhờ. Ok, Winner rồi. Ủa. Đây có thằng Doflamingo mình còn chưa kịp đấm nhau với thằng Doflamingo luôn. Ủa nhưng mà sao rank chỉ được rank B nhỉ? Vì không đánh tiêu là tất cả nên được chỉ rank B đây anh em ạ. Ảo thật đấy. Rồi, và giờ chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.